Người đàn ông chở cây chuối nằm ngang, phi trên đường, quét đi tất cả mọi thứ, khiến người đi cùng đường một phen hú vía. Theo clip, người đàn ông đi xe máy chở theo một cây chuối dài khoảng 4 mét đi trên đường phố. Điều thu hút sự chú ý của mọi người đó chính là việc người này để cây chuối nằm ngang xe máy khi di chuyển, đã khiến các phương tiện khác gặp khó khăn khi đi bên cạnh. Nhất là khi người đàn ông chở cây chuối rẽ vào con phố có khu chợ dân sinh, đường hẹp, cây chuối gần như chiếm hết chiều ngang của đường. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đoạn clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận chia sẻ từ cư dân mạng là mình nhớ lại phim Cả Nhà Thông Minh. Đúng là bờm thời hiện đại đây mà. Các bác thông cảm, vì mưu sinh, người ta bắt buộc phải chở nguyên một cái thân cây chuối, không được phép cắt đôi mà. Chịu khó đi sau mấy cây số thôi, càng an toàn vì có thanh berry này dẹt đường giúp rồi. May không bị va chạm với ai, quẹt xe họ ngã ra đấy, lại khổ cả hai bên. Hãy bấm đăng ký kênh theo dõi và cập nhật tin tức nóng hổi tại kênh Tin Tức 3 Phút nhé. Xin cảm ơn.